Kênh Công giáo Tha thứ yêu thương kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn cùng ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Pilato giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo thật các ngươi không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloe đổ xuống để chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ngài nói với họ dụ ngôn này: có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng: kìa, 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó chống đất làm gì? Nhưng anh ta đáp rằng: thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân, may ra nó có quả chăng? Bằng không, năm tới ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa. Trước hết xin cái lời kính chào quý sơ, quý ông bà, anh chị em và các bạn trẻ. Tôi thì cứ mỗi năm, cứ đến hè lại lên, đều về giáo xứ kẹt sạch. Một giáo xứ lâu đời, đạo đức, để được gọi là chia sẻ, có khi là bùa chay, có khi là bùa vòng. Thường tôi giảng tĩnh tâm thì 3 ngày. 3 ngày thì mới đưa ra được một chủ đề nào đó cụ thể hơn. Còn thưa anh chị em chỉ có 1 buổi thì tôi nghĩ rằng chia sẻ chính bài tin mừng của Chúa Nhật ngày hôm đó. Trong những ngày vừa qua, chúng ta thấy giáo hội Việt Nam đau buồn rơi lệ về cái chết bi thương của một linh mục còn khá trẻ. Đó là cha Giuse Trần Ngọc Thanh, dòng Đa Minh. Chúng ta biết dòng Đa Minh là một cái dòng giỏi lắm, đào tạo với những con người rất giỏi. Cha Giuse này sau khi ra trường, ngài rời thành phố Sài Gòn đi truyền giáo trên vùng Tây Nguyên cho các anh em đồng bào miền núi. Còn khá trẻ, nhà rất giàu. Nhiều khi tôi nói thiệt với anh chị em, mà tôi mà giàu giàu như ngài chắc tôi không có đi như vậy đâu mà chứ, tội nghiệp. Có người hỏi tôi, ngài chết như vậy có được phong thánh tự đạo hay không? Tôi nói cái đó thì hỏi Đức Giám Mục, Đức Giáo Hoàng, cho tôi không có thể trả lời được cái chuyện này. Nhưng mà ngài xứng đáng chứ thưa anh chị em, bởi vì ngài bị chém chết khi đang ngồi tòa.
đang làm một công việc đạo đức, công việc của Chúa, công việc của giáo hội trao cho Ngài. Nhưng mà cái độc đáo là gì? Thưa anh chị em, gia đình của Ngài không kiện cáo, hoàn toàn bản đại. Nhà dòng của Ngài cũng vậy, im lặng, rơi nước mắt trước cái chết bi thảm này. Có người lại hỏi với tôi, thưa cha, nếu có Chúa thì tại sao Chúa không che chở cho linh mục? Linh mục đâu có làm gì tội đâu. Cũng có những cái tội, chứ tội bên trong, nhưng mà cái tội ác, cái tội lỗi gây ra cho xã hội thì các linh mục tôi nghĩ chẳng không có đâu. Mà đang làm công việc đạo đức như vậy, tại sao mà bị chết chứ? Chết trên vũng máu. Ngày hôm nay anh chị em biết mộ của Ngài đưa về an táng tại đền thánh Martino của dòng Đa Minh. Nhiều người đến viếng và rất nhiều người đến đây để khóc thương Ngài, về để cầu nguyện với Ngài. Tôi cũng có ước mơ đến viếng Ngài. Rồi chúng ta nhìn rộng ra một chút, thưa anh chị em, ngày hôm nay đất nước Ukraine đang chìm trong khói lửa của bom đạn, của chiến tranh. Hàng ngàn người bị chết, đó là những thường dân vô tội, đó là những trẻ em ngây thơ bị bom đạn giết hại một cách tàn độc, một cách dã man. Mà người ta nói cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nó còn tàn khốc hơn cả đệ nhị thế chiến. Vì ngày hôm nay anh chị biết quả tiếng nẻo pháo kích rồi bom đạn, đủ một thứ chuyện, nó tối tân hơn đại nhị thế chiến cách đây 60 năm. Thảm thương. Anh chị em nếu đã đi qua hay chứng kiến chiến tranh, anh chị mới biết nó khốc liệt dường nào. Tuổi thơ của tôi là tuổi thơ của nước mắt, vì những người thân của tôi chết vì bom đạn của cuộc chiến mà ta thường gọi là cuộc nội chiến giữa Nam và Bắc đất nước Việt Nam chúng ta. Trịnh Công Sơn ông viết những cái lời ca phản chiến rất hay: 20 năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ là một rừng sương khô, gia tài của mẹ là một núi đầy mồ. Thưa anh chị em, dường như rằng ở thời đại nào cũng có những cuộc bạo động, những bạo lực, những cuộc đụng độ vì sắc tộc, vì chính trị xảy ra. Ta trở về với khung trời của 2000 năm về trước, thời của Chúa Giêsu. Ta thấy thời Chúa Giêsu hình như cũng không có bình yên, mà còn những cuộc giết nhau đẫm máu xem ra cũng khốc liệt không kém gì ngày hôm nay. Mà nhiều khi chúng ta đi theo Chúa, chúng ta biết đặt ra những cái câu hỏi: Đức Giêsu được gọi là vua trời, là Ngài là hoàng tử của bình an từ trời cao đi vào trong cuộc đời này, bình an ở đâu? Quê hương Do Thái của Ngài cũng chìm trong sự chết chóc. Vậy thì chúng ta nhìn về Đức Giêsu, Ngài là vua bình an là cái gì đây? Ngài có cầm súng để can thiệp giữa những cuộc chiến tranh nhiều khi nó vô nghĩa hay không? Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta mới nhìn lại một điều: Đức Giêsu của chúng ta, Ngài không can thiệp vào chuyện chính trị. Tin mừng hôm nay kể hai câu chuyện về những cái chết đẫm máu và bi thương của con người. Ta nhớ điều này, lời của Chúa luôn luôn đi vào trong cuộc sống, đi vào trong hiện thực hiện tại của con người. Để lời Chúa làm một cái gì đó cho đời sống tâm linh, đời sống đức tin, đời sống linh hồn của chúng ta. Cái câu chuyện thứ nhất, người ta đến kể với Chúa Giêsu. Tổng trấn Phi-la-tô đã giết hại những người nổi loạn tại Galilee. Máu của họ hòa với những tế phẩm, lễ vật,
họ đang dâng lên cho Thiên Chúa. Họ kể câu chuyện này với Chúa Giêsu để làm gì thưa anh chị em? Dường như rằng họ nhìn xem Đức Giêsu có quan tâm đến vấn đề chính trị hay không, để xem thử rằng Đức Giêsu có lên án tổng trấn Phi-la-tô đàn áp một cách dã man những con người nổi loạn để chống lại đế quốc Roma đang cai trị đất nước của họ. Xem thử Đức Giêsu đứng về phía nào. Rồi cái thứ hai đó là gì? Cái quan niệm lúc bấy giờ người ta thường cho rằng những người nào mà bị trừng phạt như vậy, bị chết một cách dã man như vậy, thường là bởi vì họ là những người tội lỗi. Dân Do Thái lúc bấy giờ họ nhìn những cái con người bệnh tật là những con người bởi tội mà ra, bị phun cùi bởi vì tội mà ra. Chúa Giêsu ngài hoàn toàn không ủng hộ hai vấn đề này, không ủng hộ vấn đề chính trị, không ủng hộ về vấn đề giữa tai họa có liên quan với tội lỗi. Vậy thì ta mới nhìn xem lập trường của Chúa Giêsu như thế nào. Này các ông tưởng rằng những con người bị giết một cách dã man như vậy là tội lỗi của họ nhiều hơn các ông sao? Chúng ta thấy rất rõ ràng Chúa đang hướng cái nhìn của những người đương thời đặt vấn đề cho Ngài, cũng như hôm nay Chúa đang hướng cái nhìn chúng ta về vấn đề gì là cốt lõi trong cuộc sống của chúng ta. Thưa anh chị em, vấn đề tội lỗi. Cái quan trọng của con người chúng ta là chúng ta quan tâm tới tội lỗi. Cho nên giáo hội mới có cái mùa chay đây này thưa anh chị. Mùa chay để làm gì? Để chúng ta có dịp thuận tiện dừng lại, nhìn sâu vào trong cõi lòng mình, nhìn sâu vào cái cuộc đời, cuộc sống của chính mình. Một năm qua tôi đi theo Chúa như thế nào? Tôi va vấp điều gì? Điều gì mà Chúa dạy tôi không làm? Điều gì mà tôi làm cho Chúa buồn lòng? Điều gì tôi nên đổ vỡ cho cộng đoàn, cho gia đình của chính tôi? Để làm gì? Để sửa lại nội tâm, để sửa lại tâm hồn. Chúng ta bước vào nhà thờ trong ngày mùa chay thấy câu câu đề: hãy sám hối và căng tâm. Sám hối là quay về với Chúa, sửa lại chính mình. Căng tâm là gì? Đổi mới hướng đi, đổi mới cuộc sống của chúng ta cho phù hợp với cái con đường của Đức Giêsu Kitô. Cho nên chúng ta nhớ rằng Chúa không để ý lên án cái anh chàng tổng trấn Phi-la-tô tàn ác. Chúa không nói: tôi vẫn chủ trương không đụng chạm tới chính trị. Đụng chạm tới làm gì? Họ có quyền, có quyền để có thể họ đè bẹp chúng ta, có quyền để họ bóp miệng chúng ta lại. Ta nói làm cái gì về chính trị? Điều mà Chúa muốn chúng ta đó là gì? Đừng làm gì những việc to tát, hãy làm những công việc thực tế và cụ thể. Nhìn lại chính mình, điều chỉnh lại chính mình đi. Đừng nghĩ rằng mình làm những cái chuyện thay đổi cơ cấu chính trị, chính quyền. Không có đâu, nó không thuộc phạm trù phạm vi của chúng ta. Nếu chúng ta biết canh tân lại cuộc sống của chính mình, thưa anh chị em, may ra cuộc đời này, xã hội này và thế giới này nó mới tốt đẹp. Thánh Gandhi của đất nước Ấn Độ nói một câu rất chính xác: nếu mọi người Kitô hữu sống đúng như tin mừng của Đức Giêsu dạy thì thế giới này chỉ toàn là người công giáo. Ông Gandhi đâu có đạo đâu, ông nói như vậy đó. Để nhấn mạnh thêm vấn đề về tội lỗi và sám hối canh tân, Chúa Giêsu đưa ra cái câu chuyện thứ hai: tháp Siloe đã sụp đổ và đè chết rất nhiều người. Vậy thì các ngươi nghĩ gì về điều này? Những người bị tháp đè chết một cách thê thảm như vậy là những người có tội hơn các ngươi sao? Thưa anh chị em, câu chuyện thứ hai nhằm lặp lại câu chuyện thứ nhất.
Câu chuyện thứ hai giống như một điệp khúc. Điệp khúc là lặp đi lặp lại để nó nhấn mạnh cho bài hát nó thêm phần hấp dẫn, hay hơn, thăng hoa bài hát đấy. Điệp khúc trong khi Chúa nói lời của Chúa, chúng ta hiểu được rằng đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, chứ không phải là Chúa nói cho vui. Quan trọng thì phải lắng nghe và đưa sâu vào trong tâm hồn, chứ không phải nghe tay này đi qua tay khác. Một lần nữa, Chúa đập vỡ bức tường thành kiến của con người. Bức tường thành kiến đó là gì? Tháp đó nó sụp, nó đè anh chết, bởi vì anh tội lỗi hơn, cho nên anh bị trừng phạt. Họ nhìn về Thiên Chúa là một hung thần trừng phạt cái dữ. Không, thưa anh chị em, muôn ngàn đời chúng ta nói như thế nào, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ngài là vì Thiên Chúa giàu lòng xót thương, chậm dần và hay tha thứ. Điều mà Chúa muốn nhấn mạnh qua cái câu chuyện thứ hai bổ túc và thêm cho cái câu chuyện thứ nhất đó là gì, thưa anh chị em? Nếu như các ngươi không sám hối, các ngươi sẽ chết giống như vậy. Anh chị em thấy đó, ai cũng sợ chết cả. Có những người chết lành, ngủ cái rồi chết. Có những người chết dữ, nhìn những người chết dữ mình sợ ghê lắm. Chết lành đã sợ, đừng nói chết dữ. Thấy vừa rồi tôi đi ra ngoài Hà Tĩnh, tôi giúp cho giáo xứ này suốt một tháng. Trước khi tôi ra thì có hai bạn trẻ chết tai nạn thảm khốc. Hai em trai này là con chú bác ruột quý nhau, là giới trẻ chủ lực của giáo xứ. Bất cứ cái việc gì trong giáo xứ, các em đều xông pha làm một cách nhiệt tình. Hai em này là cột trụ chính trong gia đình. Người ta thuê làm cái gì cũng đi làm hết. Anh chị em biết về cái vùng ở ngoài Hà Tĩnh, nơi tôi đến ở đó là cái vùng nghèo nhất của Hà Tĩnh. Không có gì làm hết. Một ngày công chỉ được 200 ngàn thôi. Cho nên giới trẻ bỏ về trong phương Nam, Đồng Nai, Sông Bé, Sài Gòn đi làm kiếm tiền. Hai em này nặng gánh gia đình, không nỡ bỏ gia đình. Ai thuê cái gì làm đó để có tiền để ở nhà khỏi đi xa. Vậy mà tối trên đường đi làm về, hai anh em chạy chiếc xe Honda rách nát cũ kỹ. Bất thần một chiếc xe 16 chỗ từ dưới đường ngang nó chạy ra, tông trực diện vào hai em này. Chiếc xe vải em văng đi mười mấy hai chục mét rồi chết. Chết không kịp ngáp, chết không một lời trăn trối, chết không còn thay. Đau khổ cho người mẹ đó, cái người mẹ của một trong hai em đau khổ không biết dựa vào ai, thậm chí phải đi coi thầy. Chị em thấy cái đau khổ, cái tang thương trong một gia đình khi gặp một cái hoàn cảnh, một cái tai nạn lớn lao như vậy. Vậy thì chúng ta mới hỏi với nhau rằng, ủa hai đứa này nó sống tốt quá mà, thương cha thương mẹ thương em, đạo đức sốt sắng, siêng năng nhiệt thành trong công việc của giáo xứ, tại sao lại chết, lại chết thảm khốc? Nếu như Chúa đến và Chúa nói đặt vấn đề về cái chết thể lý của chúng ta, thì thưa anh chị em, chắc không có hai em này chết như vậy đâu. Nhưng điều mà Chúa quan tâm không phải là cái thể xác của chúng ta. Chúa biết rằng ai trong chúng ta cũng sợ chết. Chúa biết rằng ai trong chúng ta một ngày nào đó cũng sẽ phải chết. Cái chết thể lý không chừa bất cứ một ai. Các thánh cũng chết, Đức Giáo Hoàng cũng chết,
ngay Đức Giêsu trong thân phận con người cũng sẽ phải chết mà chất đau khổ nhục nhã đớn đau trên cây thập tự giá. Điều Chúa quan tâm hôm nay qua bài tin mừng của Chúa Nhật ba mùa chay đó là gì? Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương, Ngài không muốn chúng ta chết và linh hồn của chúng ta chậm luân đời đời trong chốn hỏa ngục. Ngài không nỡ để chúng ta phạm tội mà mất linh hồn. Ngài muốn chúng ta quay về để được thứ tha. Chúa luôn chờ đợi. Hình ảnh cây vả kết thúc tin mừng hôm nay chúng ta thấy hay quá, tình thương của Chúa đó. Cây vả không có bông, không có trái, vậy mà chưa nỡ chặt nó đi, chờ cho nó thêm một năm, để nếu nó không sinh hoa kết quả lúc bây giờ chặt nó đi cũng đâu có gì mà muộn màng. Tin mừng hôm nay gợi lên trong chúng ta nhìn về thân phận con người, tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi. Tội lỗi nặng nề lắm thưa anh chị em. Nhìn vào chính hồn mình, chỉnh đốn lại chính hồn mình với những lỗi lầm của mình, đừng nhìn tội lỗi của người khác. Hãy lo cho chính mình trước đi. Tại sao chúng ta phải lo cho chính mình? Vì Chúa nói rồi, Chúa cảnh báo rồi. Hôm nay cái lời của Chúa chúng ta nghe có vẻ dữ tợn quá đi. Nếu các ngươi không sám hối, các ngươi sẽ chết giống như những người bị tháp Siloe đè chết. Các ngươi sẽ chết giống như những người bị tổng trấn Phi-na-tô sát hại. Anh chị em thân mến, tôi xin kết thúc bằng một cái câu chuyện. Tôi tính tôi giảng dài lắm, nhưng mà hôm nay tôi giảng ngắn. Tại vì hồi nãy tôi mới vô thì có người nói với tôi hôm nay thời tiết nắng nóng. Nhắc tôi vậy là tôi biết rồi. Nắng nóng mà cha đứng ở cha giảng dài, cha nóng tội nghiệp. Cảm ơn. Thương nhau như vậy tốt. Nhưng với lời Chúa chúng ta đừng sợ nắng nóng. Với lời Chúa đừng để sợ khát nước. Lời Chúa là ngọn đèn soi, lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình đi về cái hướng vĩnh cửu. Hãy nghe lời của Chúa đi anh chị em, đừng tiếc với Chúa. Nhất là lời của Chúa khi được công bố, linh mục chỉ nói được rằng đó là lời Chúa, chứ đâu có nói đó là lời của ông cha đâu. 60 năm cuộc đời ta nghe được lời Chúa bao nhiêu, có đủ để đưa hồn ta về cái hướng vĩnh cửu hay không? Nếu chúng ta say mê lời, nếu chúng ta đón nhận lời, nếu chúng ta lắng nghe lời, thì chắc chắn rằng lời của Chúa sẽ nâng chúng ta lên để đạt được cứu cánh của cuộc đời chúng ta. Đó là hạnh phúc trước thiên đàng mai sau. Câu chuyện tôi gửi đến anh chị em là câu chuyện có thật. Một người đàn bà ngoài 70, gia đình của bà Phật giáo. Bà là một người rất sùng Phật, chùa nào mà cũng đi đó. Rồi vấn đề công đức, vấn đề đi từ thiện, bà đều đi cả. Thế thì một ngày kia trên đường bà đi ra chợ, bà thấy người ta trải dưới đường á cái tấm ni lông, trên đó người ta đặt tượng Chúa, tượng Mẹ, rồi có hình, có một cái hình của Chúa Giêsu cũng bày bán dưới lề đường. Thế thì bà đi ngang qua, bà nhìn, bà thấy cái gương mặt Chúa Giêsu á, bà nói chà cái ông này xinh ghê đó, mà gương mặt của ông hiền quá sức, mà tại sao người ta để dưới đường vậy? Nhiều khi chúng ta quên mất cái chuyện tôn kính đối với tượng ảnh của Chúa. Tuy rằng cái hình nó chưa làm phép, nhưng đã vẽ gương mặt của Chúa rồi. Người ta đi qua đi lại, Chúa nằm dưới chân của người ta. Bà đi qua rồi, các bà suy nghĩ, bà thấy tội nghiệp, bà quay trở lại, bà mua tấm hình ấy. Đạo Phật nó có biết gì đâu, chỉ thấy tội nghiệp thôi. Chúng ta thấy người bên Phật cũng hay lắm đó chị chị. Họ còn biết kính Chúa đó, chúng ta càng phải biết kính hơn nữa. Bà đem về rồi bà cuốn cái hình lại, bà cất, bà cũng không có quan tâm gì.
Nhưng mà lạ lắm, một tuần sau trong giấc ngủ bà mơ thấy Chúa Giêsu hiện ra. Áo của Ngài là áo màu tím, sắc màu của mùa chay tôi đang mặc đấy. Bà không biết, khi tỉnh dậy bà không biết đó là Chúa. Nhưng mà nói cái ông này giống ai ta? Thì bà bắt đầu suy nghĩ, giống cái hình trong cái tranh đó. Bà mua đó, tức là bà mới lập cái tấm hình và nhìn y gương mặt của Chúa. Chỉ khác cái là Chúa mặc áo màu tím. Màu tím hay lắm anh chị em. Tím ở đây không có phải là những đồi hoa sen. Ôi những đồi hoa sen tím chiều hoang biển biển. Tím ở đây là một sắc màu chúng đụng chạm vào trong cõi lòng của chúng ta. Trỗi dậy đi con, quay về đi con. Rồi những giấc mơ sau, bà mơ thấy Đức Mẹ. Không phải một lần mà hai ba lần thấy Đức Mẹ. Đức Mẹ cười với bà rất tươi. Từ khi bà thấy Chúa, thấy Đức Mẹ cứ hiện về trong giấc ngủ, bà không thấy Đức Phật hay là con Thế Âm Bồ Tát gì cả. Thế thì bà đem câu chuyện này kể cho cha xứ. Bà hỏi, thưa cha, con theo đạo Phật mà sao con mơ toàn thấy Chúa thấy Mẹ? Cha xứ các vị, có thể là Chúa muốn bà quay về với Chúa đó. Nhưng bà mới nói, thưa cha, con đạo Phật mà sao giờ thấy đạo Công giáo được không? Cha xứ ông giải thích, tôi thấy cũng hay hay. Đức Phật cũng là con của Thiên Chúa thôi. Đức Phật nói những điều tốt, làm những điều hay, xứng đáng làm con Chúa. Đức Phật cũng hứa cho bà về cái cõi Niết Bàn sau khi bà qua đời. Nhưng mà Thiên Chúa hứa cho bà về thiên đàng, nơi cao nhất, nơi đẹp nhất, sáng láng nhất. Bây giờ tôi hỏi bà chứ, bây giờ bà theo đạo Chúa, mai mốt bà chết bà lên cái nhà 10 tầng, bà thấy mát không? Mà bà chết bà cũng lên Niết Bàn giống như cái nhà 7 tầng, bà thích không? Thích. Nhưng mà thích cái nhà nào hơn? Chắc là con thích cái nhà 10 tầng hơn, mát hơn, tốt hơn. Đâu có điều gì ngăn cản. Mọi tôn giáo đều tôn trọng sự tự do của con người, miễn là bà tìm được cái con đường để bà đi cho tốt hơn, cho sáng hơn, cho hạnh phúc hơn. Từ đó bà xin học giáo lý và được rửa tội. Mà câu chuyện đó phải được ta đó là hết đâu thưa anh chị, cái độc đáo đó là gì? Bà gặp một người bạn này nói với bà, tôi á, bác sĩ nói sắp chết, ung thư giai đoạn chót. Nhưng mà tôi còn một cái điều tôi chưa làm xong. Tôi ước mơ tôi sống cho được 2 năm thôi, rồi tôi sẵn sàng chết. Mà tôi đi các đền chùa miếu mộ này nọ linh thiêng tôi cầu nguyện, mà không thấy sức khỏe của tôi tiến triển, càng ngày càng mệt. Thôi thì bà thử bà cầu nguyện với bên Chúa, bên Đức Mẹ của bà cho tôi với. Lạ lùng thưa anh chị em, bà cũng cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ của chúng ta. Người bạn của bà sống đúng 2 năm và làm được những cái gì mà người bạn này muốn làm. Sau khi xong hết thì người bạn nói với bà, tôi xong rồi, tôi sẵn sàng ra đi. Vài hôm sau người bạn ấy chết. Một phép lạ qua sự cầu nguyện. Và phép lạ thứ hai là gì? Đứa cháu của bà bị ung thư máu. Bác sĩ cũng bảo rằng ung thư máu là thua. Bà cũng cầu nguyện cho cháu. Bà cũng đau đớn lắm. Lời cầu nguyện trong nước mắt của bà, lạ lùng Chúa là nhậm lời. Đứa cháu 3 tuổi bây giờ đã 15 tuổi rồi, sống mạnh khỏe. Từ ngày bà theo Chúa, từ ngày mà được một sự hồi tâm để bà quay về với Chúa, bà trở thành cánh tay nối dài của lòng xót thương của Thiên Chúa. Bà nói với tôi, con sống ở nước Mỹ, con ăn lương người già, con không có đi chơi đâu hết, tiền của con không đi chơi dư rất nhiều, con chỉ dành cho những người già lão, con chỉ dành cho những trẻ em mồ côi, khuyết tật, bất hạnh. Và cha biết rằng từ ngày con được theo đạo thánh của Chúa rồi,
Con không bỏ một buổi lễ ngày thường nào. Ngày nào con cũng đi lễ, ngày nào con cũng rước Chúa. Đêm nào con cũng lần chuỗi, có khi tới 12 giờ 1 giờ sáng, không chỉ cầu nguyện cho con, mà cầu nguyện cho mọi người sớm được nhận biết danh thánh của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, mùa chay lại về trong hành trình niềm tin của người Kitô hữu chúng ta. Chắc chắn rằng tôi đọc cái chương trình mà chuẩn bị tĩnh tâm 3 ngày của anh chị em, nó có linh mục sẽ đến chia sẻ về hiệp hành. Một chủ đề hay chứ không phải không hay. Hiệp nhất, hiệp thông, nên một, rồi cùng với nhau hành động, hành trình, đi và thực hiện. Có hiệp mới có hành, hiệp hành mới trở thành cái con đường để đi. Có thể không phải chỉ là mùa chay, nhưng đó là vấn đề phải làm suốt cuộc đời. Nhưng trong những ngày này tôi thiết nghĩ rằng, thưa anh chị em, chúng ta đừng nghĩ gì những vấn đề to lớn cả. Đừng đấu tranh, đừng nổi loạn gì cả. Đừng lên án đả kích người này người kia. Việc làm của chúng ta Chúa mời gọi hôm nay đó là gì? Trở về với chính mình. Sửa lại ngôi nhà tâm hồn của chúng ta. Thưa anh chị em, nói một cách thực tế, nhưng nó tuy nó cũng đau đớn, nếu Chúa cho chúng ta thấy được ngôi nhà tâm hồn của chúng ta sẽ xấu hổ lắm. Nó rách nát, nó tiều tụy, nó tả tơi, bởi vì sự tội nằm trong tâm hồn của chúng ta. Hãy sửa lại ngôi nhà tâm hồn trước đã. Một câu tục ngữ nói rất hay: mỗi ngôi nhà chỉ cần trồng một cây hoa trước nhà thì thế giới này chỉ toàn là một vườn hoa xinh đẹp muôn màu rực rỡ. Trở về với chính mình, dựa vào lời hằng sống của Chúa để chúng ta canh tân, để chúng ta đổi mới lại tâm hồn của chúng ta xứng hợp với tình yêu cứu độ và lòng xót thương của Thiên Chúa. Đó là việc chúng ta cần phải làm trong những ngày mùa chay thánh này. Amen.